ờ mến chào quý vị shalom à, đây là lớp học uh, hebrew văn phạm căn bản số 1 và đây là phần uh, chúng ta ôn lại về kames khi nào thì chúng ta biết uh, cái uh, nguyên âm kames này là nguyên âm a dài hay là o ngắn thì có một số uh, đặc điểm để chúng ta uh, nhận dạng ra uh, và khi chúng ta nhận dạng ra thì chúng ta sẽ mỗi lần chúng ta gặp uh, cái uh, nguyên âm này thì chúng ta sẽ sẽ biết biết cách đọc là a dài hoặc là o ngắn. về uh, kamet mà nó là nguyên âm a dài thì nó là một cái nguyên âm bình thường, nó là regular. Regular kamet là nó thuộc uh, nguyên âm a dài tức là cái 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 a nó, nó nó kéo dài ra chút xíu và nó thường nằm dưới âm tiết mở hầu hết những cái âm tiết mở thì nhận những nguyên âm dài à, chúng ta để ý như vậy à, thường thường là khi mà âm tiết mở thì chúng ta sẽ thấy ở phía dưới của âm tiết mở đó là những cái à, nguyên âm Dài. Đó. Và. Uh, có người thì uh, cũng phân tích là. Uh, hoặc là. Nó nằm dưới cái âm tiết. Kế cái cuối. Uh, trước cuối đó. là pre-tonic. Trước cuối. Hoặc. Nó nằm dưới âm tiết đóng. Và âm tiết đó nhấn. Nhấn mạnh. không? Ờ, như uh, ấm nếu mà nó đóng mà nó nhấn đó, thì uh, cũng là khamet thường tức là nguyên âm a dài không như uh, trường hợp uh, dava, dava có nghĩa là lời không? Uh, chúng ta thấy đây có cái âm tiết đầu tiên đó của cái chữ này là, là mở không dalet với là khamet tại vì sau đó nó không có cái nguyên âm để nó đóng lại nếu mà mình nói là nguyên âm đóng đó thì nó âm tiết đóng là phụ âm nguyên âm và phụ âm trong đây chúng ta chỉ thấy là phụ âm và nguyên âm qua một cái âm tiết khác rồi và cái âm tiết cuối đó là phụ âm nguyên âm và phụ âm âm tiết cuối ở đây đó là âm tiết đóng cả hai nguyên âm này là khamet thường nguyên âm đầu mà ở trước âm tiết cuối vì nên đây nó nằm uh, cái vị trí của nó là trước cái âm tiết cuối còn âm tiết cuối đó chữ khamets của âm tiết cuối vẫn là uh, đóng và nhấn cho nên nó là khamets thường um, khi mà nó nó đóng mà nó không nhấn đó nếu mà mình phải chúng ta nhấn cái chữ đầu đó mà cái chữ cuối cùng không nhấn đó thì chúng ta phải đọc cái chỗ này là uh, nhưng mà tại vì uh, chúng ta thấy là cái theo cái luật uh, nguyên tắc của văn phạm uh, Hebrew đó là nhấn cái cái âm tiết cuối cùng trừ trường hợp nào chúng ta thấy uh, những cái âm tiết khác đó thì người ta để cái dấu Thí dụ như đây cho cái thí dụ ở dưới này nè chúng ta thấy là uh, cái 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 cuối này đó cái 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 nhấn đó, nó nhấn cái cái âm tiết kế cuối rồi có cái dấu này còn bình thường đó không có dấu gì hết đó, là chúng ta biết là cái âm tiết cuối cùng là cái âm tiết nhấn ừ. rồi cho nên chúng ta thấy là cái chữ dava thì đọc cái âm a bình thường a a dava rồi cái phần kamesh hatuf là cái âm o ngắn Uh, theo uh, nhiều người nghiên cứu đó thì uh, cái uh, trường hợp này thì xuất hiện 630 lần ở trong uh, kinh thánh cựu ước tiếng Hebrew và nó luôn nằm ở dưới âm tiết đóng và không nhấn. Cho nên hai cái điều mà chúng ta cần lưu ý đó, khi mà chúng ta coi cái cái kamet thấy cái 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 Khametz đó ở phía dưới một cái phụ âm nào đó thì chúng ta cần lưu ý coi cái chữ đó cái dấu nhấn nó nằm đâu. Tại vì trong một chữ tiếng Hebrew nó chỉ có một chỗ nhấn thôi bình thường là nhấn cuối cùng và nếu mà nó phải nhấn ở chỗ khác của không phải cái âm tiết cuối cùng đó thì sẽ có cái dấu cái dấu này cho nên mình coi cái dấu đó để mình uh, uh, mình biết là nó nằm uh, còn không đó thì nó nó nằm cuối cho nên uh... và cái thứ hai nữa là mình coi coi cái 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 đó, nó nằm ở dưới âm tiết đóng hay là không, nếu mà nó không, nó nằm ở dưới em tiết mở thì mình không uh, mình không cần biết mình biết chắc là là cái đó là 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 cái khames âm a dài bình thường. Đó, cho nên chúng ta để ý cái đó. Thí dụ như cái trường hợp một uh, cái chữ này chữ khóc ma thì ma đó là cái 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 âm tiết cuối và bình thường nó là nó là nhấn. Cho nên cái chúng ta thấy cái chữ này nó nó có đóng rồi phải không? nên đây là một cái cái âm tiết đóng nhưng mà vì nó nằm cuối cho nên nó là nhấn nó không thuộc vào cái dạng uh, nó là phải nó phải đóng và không có nhấn thì cái cái này mới là o cái âm o trong cái trường hợp này đó nó đóng nhưng mà nó nhấn à cho nên âm a bình thường còn cái 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 ở phía trước sao phía trước chúng ta thấy đóng nè phải không? chúng ta thấy là là Kate, rồi khamet rồi cái calf à, một trong những cái để trong chúng, chúng ta nhận dạng ra một cái phụ phụ âm mà đóng á thì chúng ta thấy ở phía dưới đó là cái sava phía dưới sava thì nó nó đóng à. <laughs> nó đóng cái cái cái, uh, cái âm tiết phía trước đó ừ. khi nào chúng ta thấy sava ngay cả sava ghép cũng vậy nếu nào nó cũng sava ghép nó vẫn là uh, một cái uh, cái phụ âm nó nó đóng yeah. ok uh, cho nên chúng ta thấy là cho nên cái 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 kames này nó là kames hatuf và cái âm của nó là âm o ngắn cho nên mình đọc là khúc mà mà Ok. Đây là nguyên âm dưới dưới chữ khét đó là KAMESHATUF và âm của nó là o ngắn vì nó đóng và không nhấn. Điểm nhấn ở, ở, của chữ này là nó nằm của cái chữ cái 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 âm tiết cuối cùng. Ok. Một cái thí dụ nữa chúng ta thấy ví onia tức là và chữ này chữ v là và nè ha chữ chúng ta vaf với lại với lại sherpa đó là 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 chúng ta thấy là và đó rồi uh, cái uh, cái này là cái uh, mạo từ xác định mạo từ xác định là hay với pạch nhưng mà tại vì uh, với là dagas mà dagas alef nó không nhận dagas cho nên cái pạch này nó đổi thành uh, kames ok mà kames này chúng ta thấy kames này nó nó là uh, kames thường hay là kames thường. Phải không? Cái lý do nó nó là tại vì nó nó không có nó không có bị đóng. Và yeah. Rồi chúng ta thấy là cái cái Aleph này hồi nãy tôi nó tôi xin lỗi là ở phía trên đó là khi nào mà cái cái sava đó là không không có thanh đó thì nó nó mới, mới đóng còn cái này là cái 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 sờ ba ghép này ở phía dưới alef này nó nó có thanh cho nên nó không có đóng à, cho nên cái 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 cái, cái, cái của, ở dưới cái chữ này đó là khames thường tức là a dài âm a dài rồi à, cái này đó thì à, à, bất cứ khi nào chúng ta thấy cái cái alef à, cái này gọi là hatef kamet -ka hatef kamet hay là hatef thì chúng ta thấy là nó là nó là seva gap và seva gap thì trong cái dạng này thì nó là âm o luôn luôn vậy, nó ngắn Rồi chúng ta thấy serva là luôn luôn ngắn Số ba là nó ngắn hơn cái ngắn bình thường nữa, cho nên chúng ta thấy trong trường hợp này thì chúng ta đọc gọi là wa oniya, ha? Oniya, à, cho nên chúng ta thấy là chúng ta phải đọc là âm âm o. À, một cái thí dụ nữa là chúng ta thấy cái chữ này đó, thì về chúng ta cũng cũng thấy cái 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 dấu nhấn nó nằm nằm đây nè, ha? thấy dấu nhấn nằm đây chứ nếu mà dấu nhấn nó dấu nhấn nó nằm phía trên này đó thì chúng ta vẫn đọc cái này là A chứ không phải là O, ok? Nếu mà dấu nhấn nó nằm trên đây nhưng mà chúng ta thấy dấu nhấn nó nằm phía này, ok? Rồi cái cái, cái thí dụ ở dưới này chúng ta thấy là uh, cái này đó chúng ta thấy là phụ âm nguyên âm và phụ âm tức là thay đóng đóng và có nhấn không? Không nhấn cái lý do là đây là một cái chữ bình thường và chúng ta biết là khi chữ bình thường thì cái âm tiết nhấn đó là âm tiết nằm cuối. Cho nên chúng ta thấy là như vậy thì cái chữ đầu tiên này là chúng ta phải đọc theo cái âm O. Tức là ok là à, là lý do tại sao là tại vì cái này nó đóng nhưng mà nó nhấn à chúng ta thấy là đóng mà nhấn đó thì là âm a còn nếu mà đóng mà không nhấn đó thì chúng ta mới đọc là âm o giống như trường hợp ở bên đây ok bên đây chúng ta thấy là cái dấu nhấn nó nằm ở cái âm tiết giữa này nè nên thấy không quý vị thấy không à, cho nên cái chữ này đó chữ uh, chữ va là cái âm này là thác cho nên chúng là va vai dắt vai già tại có dấu nhấn cho nên cái cái kames này nó luôn luôn là âm a dài à. và nếu mà không có cái dấu 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 nhấn này đó thì nó vẫn vẫn âm a dài cái lý do tại vì nó không có đóng phải không nhưng mà chúng ta thấy cái cái dấu nhấn này là cái cái ưu tiên cho nên chúng ta thấy là không bao giờ cái cái kames mà dưới dấu nhấn đọc là o hết cho nên à, nhưng mà cái cái chữ cuối cùng cái âm tiết cuối cùng thì chúng ta thấy là Uh, Kov, Kamet và Memsofit thì chúng ta thấy cái âm này đóng và không nhấn, tại vì trong một chữ nó chỉ có một chỗ nhấn thôi, mà chỗ này là chỗ chính giữa, cho nên chúng ta thấy là âm tiết đóng và không nhấn, cho nên chúng ta phải đọc cái cái âm này là âm o, cho nên đó đọc là Vajakom, uh, Vajakom, uh, Vajakom. Đó. chúng ta thấy cho nên nó là âm o vì hiểu không hiểu chưa à, cũng cũng khá dễ tức là mình chỉ coi hai chú ý hai cái 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 điều quan trọng đó là dấu nhấn ờ, nó có dấu nhấn hay không nếu mà có dấu nhấn thì thì nó không phải là âm o mà là âm a và cái thứ hai khi mà chúng ta xem nó không có dấu nhấn rồi đó thì chúng ta coi coi nó đóng hay nó mở à, nếu mà nó đóng đó, thì ok nó là cái Kamesh, Hatuf tức là o ngắn ừ. cho nên nó phải đáp ứng ờ, hai cái điều kiện này là không có dấu nhấn và âm tiết đóng no. âm tiết đóng và không không dấu nhấn đó thì chúng ta sẽ đọc là âm o ngắn còn còn những cái 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 điều kiện khác đó cái dạng khác đó, thì luôn luôn là là a dài như vậy cho, cho dễ nhớ đi mình không cần phải nhớ uh, nhớ nhiều thứ quá cho nên uh, chúng ta chỉ cần biết âm tiết đóng và không nhấn là âm đọc là dưới cái cái uh, nguyên âm o uh, Khamet, hatuf rồi ngoài đó ngoài những cái trường hợp khác ngoài ngoài cái trường hợp này đó thì chúng ta sẽ là âm a dài như vậy cho nó dễ ok rồi chúng ta và uh, trong cái trường hợp mà nó là uh, không không nhấn ha mà là đóng mà nếu không có đọc theo âm o đó thì người ta phải có một cái dấu để để cho để cho mình biết đó là uh, cái này không phải là Khamet hatuf ok và cái dấu đó gọi là Metek dấu nhỏ dấu dấu nó đứng nhỏ nhỏ đó nằm bên tay trái của Kamets, ừ. cái dấu nhỏ này để phân biệt giữa Kamets và Kametsatuf. Trong trường hợp Kamets hội đủ điều kiện của Kametsatuf, ừ. hai cái điều kiện là âm tiết đóng và không nhấn, thì phải đọc là o đóng mà không nhấn mà không không đọc là o đó phải đọc a đó thì chúng ta bắt buộc phải có cái dấu này nhớ không nhớ nha ok giống như cái trường hợp này chúng ta thấy là cái chữ này là chữ uh, uh, bình thường nếu mà bình thường đó không có dấu này đó thì chúng ta phải đọc là bottom uh, tại vì nó chúng ta thấy cái dagest này đó là double không oh cho nên là hai chữ chữ t nó đóng uh chữ tề phía trước và chữ tề phía sau cho nên chúng ta thấy là âm tiết đóng và nó không có nhấn tại vì cái cái, cái chữ này nhấn nó nhấn cái cái cái, cái uh, cuối cùng nhưng mà tại vì nó có method method đây cho nên chúng ta đọc là bắt team you know? bắt team chứ không phải là bắt team bắt team có nghĩa là những căn nhà bay dịch bay dịch là căn nhà và cái cái này dạng số nhiều của căn nhà uh, căn nhà giống uh, giống đực à, uh, ok uh, chúng ta sẽ thấy cái này cũng khá nhiều uh, uh, nhiều nhiều lần uh, chúng ta sẽ thấy cái method này ok rồi hôm qua chúng ta cũng học uh, cái cái gọi là question letters hôm qua thì tôi uh, chỉ uh, chỉ nói đến cái 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 Aleph này nhưng mà thật sự có cũng bốn cái chữ này đó thì nó nó có khi mà nó không có nó nằm chính giữa đó mà nó không có cái 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 nguyên âm ở dưới đó thì uh, trong cái văn phạm tiếng Hebrew đó thì người ta gọi là quiescent và phần lớn đó có thể 99% hay là 90% thì chúng ta chỉ thấy chúng ta thấy phần lớn là Aleph uh, trong cái dạng quiescent Ờ... Uh, ở dưới này thì chúng ta thấy có chữ cái dốt nó nằm ở trong dạng quiescent à, và những cái khác thì cũng ít khi ít khi thấy xảy ra mà chúng ta thấy xảy ra nhiều nhất là alef này cho nên chúng ta chỉ chú ý cái cái này thôi nhưng mà tôi muốn cho quý vị biết là có một vài trường hợp là cái chữ he chữ va dốt này nó cũng là thuộc cái dạng quiescent ladder là cái chữ mà nó im lặng nó không có nguyên âm phía dưới nó nằm ở chính giữa đâu đó ờ, nó không có nguyên âm phía dưới thì chúng ta giống như chúng ta bỏ bỏ lửng nó đi bỏ 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 quên nó đi à, không kể nó à, chúng ta kể cái, cái 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 chữ cái sau phía sau đó thôi thí à, dụ như trong cái trường hợp này nó gọi là hát thạch thì chúng ta thấy là cái chữ uh, chữ này có nghĩa là chữ tội lỗi tội lỗi. lỗi mà nó có mạo từ xác định nè ha rồi nó có da vô ha thì có cái da vô thì chúng ta double cái chữ này thì cái 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 phần còn lại đó là chữ chữ tha, chữ uh, chữ uh, thết, rồi kamet rồi cái chữ tough là hutt mà cái Aleph này nó nó nằm đó nhưng mà nó không có gì hết ở phía dưới cho nên nó im lặng cho nên cái chữ cái cái cái, cái nguyên âm a này nè nó đóng bởi cái chữ ta chữ chữ thao này cho nên mình đọc là hạt không? quên mình cứ cứ quên đi cái cái alap này mình mình bỏ qua bỏ qua cái 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 bỏ bỏ qua cái chữ alap này thí dụ thứ hai uh, này là rash dưới cái này là cr phải không là 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 cái âm e không âm e mà cái cái rồi tiếp tiếp theo nó là Aleph, mà Aleph không có nguyên âm gì hết trơn đó thì chúng ta thấy nó, nó là quiet Sun letter nó là thuộc dạ, dạng, dạng uh, nó bị uh, mất cái uh, cái vai trò phụ âm no. mà nó không có nguyên âm nữa cho nên chúng ta bỏ qua bỏ quên nó đi chúng ta chỉ đọc r e với chữ s chữ chữ sin chữ sin ở đây nó đóng nè nó có cái sova đóng cho nên là uh, xin lỗi cái 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 sava này là sava à, có thanh chứ tại vì á nếu mà sava này trước nó là cái âm ngắn đó thì nó mới là đóng nó mới là uh, sava cầm sava yên lặng nhưng mà tại vì C re đó là thuộc về nguyên âm dài cho nên chúng ta mới đọc là re shahon re shahon à. à, cho nên cái 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 sava này là sava có âm Now, Rishon. Uh, chúng ta thấy. Rồi, một cái thí dụ khác của một cái Aleph mà nó là dạng question letter. Thì chúng ta thấy là uh, Bet rồi Shava. Khi mà Bet với Shava đứng đầu tiên đó là luôn luôn là là Shava Thanh. Có, có hữu Thanh. Nó là có âm. Và chúng ta thấy là rồi chúng ta thấy Uh, cái chữ kế là nó 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 ra phía sau chữ rash rồi chữ hô lâm cái cái nguyên âm hô lâm nằm trên này alef nó không có ở dưới này nó không có nguyên âm thì nó nó là quiescent letter không? Oh. Uh, chúng ta giống như bỏ qua nó đi. Uh, tức là tức là sao? Tức là giống giống như chúng ta không chúng ta đọc á chúng ta không có không có kể cái cái chữ này nó là Boros. Boros. Ok. Đó. Rồi. Uh, cái uh, phía sau cùng. Uh, cái chữ cuối cùng là. Elo. Have. Elo have. Rồi chúng ta thấy là. Dưới cái. Uh, cái Aleph này. Đó là. Một cái. ghép Của. Sego Cho nên đọc. là âm E rồi la uh, lamet rồi này là holum elo have Rồi, chữ này chữ he nè cam camets này là camets dài tại vì uh, tại vì nó nằm ở cuối cùng đó cho nên nó là nhà dấu nhấn nó, nó có nhấn chừng nào nó không nhấn mà nó đóng thì mình mới là âm o không? Rồi, chúng ta thấy là là elo uh, alo have cái, này, cái 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 này đó là cái 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 phụ âm mà nó đóng là nó, nó đóng và chúng ta thấy cái dốt này đó ở dưới ở dưới đây nó không có cái 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 nguyên âm nào hết cho nên nó nó cũng được kể là quiet letter là một cái chữ quiet sun ok và cái này có nghĩa là air e, air e uh, Elohim Elohim hay là Elo cái này là là chữ cái cái này là Kamet cho nên chúng ta thấy nó nó, là nó là số ít quý vị nhớ không cái cái, hậu từ nó là đại từ nhân sưng đại, đại từ nhân sưng mà nó nó gắn nó, nó là hậu tố hậu tố của đại từ nhân sinh và cái này là là cái uh, uh, um, sở hữu và ngôi thứ ba số ít cho nên là his his god ông thần của ông ấy ok À, nếu mà trong cái 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 cái, cái đó, tức là trong cái mạch văn đó thì đang nói về Đức Chúa Trời thì cũng chúng ta có thể là dịch là Đức Chúa Trời của ông ấy Nhưng mà bình thường đó là, là chúng ta không biết trong cái mạch văn đó là cái cái chữ uh, thần này là đang nói về ai có thể là uh, một cái thần nào mà họ thờ uh, thường thường chúng ta thấy ở trong uh, sách Jonah đó có có nói đến uh, Jonah và những người ở trên tàu đó Thì họ cầu nguyện cho các thần của họ Và Jonah thì cầu nguyện Với Đức Chúa Trời yeah. Ok, ok chỉ vậy thôi Trong cái phần này à, Xin, à, xin Chúa ban phước cho à, các anh chị em Để chúng ta à, Cứ coi tới coi lưu cái này Nếu mà chưa có hiểu rõ về à, Cái Khamets Kermes Khamets Hatuf. Uh, phân biệt như thế nào và khi nó có cái dấu matek thì uh, chúng ta nó không phải là kamets hatuf mà chúng ta phải đọc kéo dài uh, giống như kamets thường uh, và chúng ta cũng ôn lại uh, cái chữ question letter rồi cảm ơn uh, xin uh, chúa ban phước shalom laheitraot uh, good night gọi là lai là la là night night là tối đó còn tov là good là tốt à, một buổi tối tốt thì mình chúc một buổi tối tốt đó mình gọi là Laila tov à, Laila tov xin chào các anh chị em còn cái chữ tôi hay dùng đó là hithraot là gặp lại các bạn sẽ gặp lại các bạn hay là mình nói là tạm biệt à, là à, trong trong tiếng anh nó là goodbye đó chúng ta sẽ sẽ gặp nhau lại thì dùng cái chữ là hithraot Okay, God bless you. Shalom.